Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ cùng hướng dẫn mọi người móc một chú gấu như thế này. Chú gấu này còn có một tên gọi là Bear Brick. Trên hình là hai chú gấu có cùng công thức móc, tuy nhiên thì chúng khác nhau về kích thước do chất liệu len khác nhau. Mình sẽ hướng dẫn các bạn bằng len màu xanh để có thể dễ nhìn các mũi móc nhé. Vì màu hồng là len nhung mà len nhung rất là khó nhìn các mũi móc nên là mình sẽ hướng dẫn bằng len màu xanh, đó là len Milk Cotton. Mình sẽ hướng dẫn qua với các bạn các nguyên liệu để có thể móc chú gấu màu hồng bằng len nhung như thế này. Bởi vì mình cũng thấy là len nhung khá là xinh, móc lên cũng đẹp hơn là len thông thường kia. Nguyên liệu được sử dụng là len nhung, kim móc 4mm và sử dụng 2 cuộn len 100g, tổng cộng sẽ là 200g với kích thước khoảng 165m một cuộn. Các bạn có thể chuẩn bị dư ra một chút để việc móc sẽ được thoải mái hơn nhé. Còn trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bằng len màu xanh là len Milk Cotton để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy mũi móc hơn nhé. Len được sử dụng để móc chú gấu màu xanh đó là len Milk Cotton. Mình sử dụng kim móc 3mm, tuy nhiên mọi người có thể sử dụng kim móc 2.5 nhé. Đây là loại len với kích cỡ 50g một cuộn. Một cuộn sẽ dài khoảng 130m. Chúng ta sẽ sử dụng 2 cuộn len xanh nhạt, một cuộn len xanh đậm và khoảng 1/3 cuộn len màu đen. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Nguyên liệu sẽ có len, kim móc len, kim khâu len, dụng cụ đánh dấu, kéo và bông nhồi thú. Đầu tiên mình sẽ làm phần đầu. Phần đầu sẽ được bắt đầu với một vòng tròn ma thuật 7 mũi đơn. Các bạn sẽ đặt sợi như thế này và vòng sợi như mình đang hướng dẫn, rồi kéo một sợi lên. Rồi lên một bính, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu móc 7 mũi đơn vào trong vòng tròn này để được vòng tròn ma thuật 7 mũi đơn nhé. Sau khi được 7 mũi đơn rồi, chúng ta sẽ kéo sợi và rút sợi để chuyển sang hàng thứ hai. Hàng thứ hai chúng ta sẽ móc 7 mũi kép. Có nghĩa là sẽ móc 2 mũi vào một chân mũi của hàng 1. Cứ như vậy, lặp lại 7 lần chúng ta được tổng cộng 14 chân mũi cho hàng thứ hai. Các bạn nhớ đánh dấu đầu hàng để chúng ta có thể móc chính xác và nhớ được vị trí của đầu mỗi hàng nhé. Hàng thứ ba chúng ta sẽ móc mũi đơn và mũi kép đan xen, cứ một mũi đơn, sau đó đến một mũi kép và lặp lại như vậy, tổng cộng ta được 21 chân mũi cho hàng thứ ba. Các bạn quan sát kỹ mình làm để chúng ta thực hiện cho đúng nhé.
Kết thúc hàng thứ ba, chúng ta đến hàng thứ tư. Hàng thứ tư sẽ là một mũi kép, sau đó đến hai mũi đơn. Rồi chúng ta lặp lại như vậy 7 lần, sẽ được tổng cộng 28 chân mũi như mình hướng dẫn dưới đây. Hàng thứ 5 sẽ là 3 mũi đơn, sau đó đến 1 mũi kép. Và lặp lại 7 lần, chúng ta được tổng cộng 35 chân mũi. Hàng thứ 6 các bạn móc theo thứ tự như sau. Đầu tiên sẽ là 2 mũi đơn. Sau đó đến 1 mũi kép.
Sau đó chúng ta sẽ móc đan xen cứ 4 mũi đơn đến 1 mũi kép và lặp lại như vậy 6 lần. Cuối cùng chúng ta kết hàng bằng 2 mũi đơn. Chúng ta được tổng cộng 42 chân mũi cho hàng thứ 6. Cùng chuyển sang hàng thứ 7. Hàng thứ 7 sẽ là 5 mũi đơn, sau đó đến 1 mũi kép và chúng ta tiếp tục lặp lại như vậy 7 lần, được tổng cộng 49 chân mũi.
Hàng thứ 8. Đầu tiên ta sẽ móc 3 mũi đơn. Sau đó là một mũi kép. Sau đó chúng ta sẽ móc xen kẽ 6 mũi đơn đến một mũi kép và lặp lại như vậy 6 lần. Tiếp tục, chúng ta sẽ kết hàng bằng 3 mũi đơn và được tổng cộng 56 mũi cho hàng thứ 8. Hàng thứ 9 hết sức đơn giản, chúng ta sẽ móc 56 mũi đơn.
tục là hàng thứ 10, chúng ta sẽ móc 7 mũi đơn, rồi đến một mũi kép. Lặp lại 7 lần như vậy, chúng ta sẽ được tổng cộng 63 chân mũi. Hết hàng thứ 10, các bạn cùng móc hàng thứ 11 như mình nhé. Hàng thứ 11 sẽ là 63 mũi đơn.
Hết hàng thứ 11, các bạn hãy móc hàng thứ 12 đến hàng thứ 21 giống hệt với hàng thứ 11 nhé. Có nghĩa là mỗi hàng sẽ là 63 mũi đơn. Và mình sẽ gặp lại bạn ở hàng thứ 22 nhé. Chúng ta cùng đến hàng 22 nào. Hàng 22, đầu tiên các bạn sẽ móc 9 mũi đơn. Sau 9 mũi đơn rồi, chúng ta sẽ móc một mũi kép rồi đến 2 mũi đơn. Chúng ta lặp lại như vậy 8 lần nhé. Kết thúc 8 lần rồi, chúng ta sẽ móc xen kẽ 2 mũi đơn, rồi đến một mũi kép và lặp lại 7 lần.
Sau khi hết 7 lần rồi, chúng ta sẽ kết thúc hàng 22 bằng 9 mũi đơn. Như vậy, tính ra tổng cộng hàng 22, chúng ta đã được 78 chân mũi rồi. Đến hàng 23, đầu tiên các bạn sẽ móc 9 mũi đơn. Sau đó chúng ta sẽ móc xen kẽ một mũi kép, rồi đến 3 mũi đơn. Sau đó lặp lại 15 lần. Các bạn nhìn mình hướng dẫn và đếm đủ nhé.
Lặp lại 15 lần xong rồi, chúng ta đến một mũi kép. Và sau đó kết hàng 23 bằng 8 mũi đơn. Hàng 23 có tổng cộng 94 chân mũi. Chúng ta cùng chuyển sang hàng 24. Hàng 24 sẽ là 94 mũi đơn. Rất là đơn giản, các bạn làm đếm đủ 94 mũi đơn nhé.
chúng ta sẽ đến hàng 25 cho tới hàng 30 sẽ giống hệt với hàng 24. Chúng ta lặp lại như vậy. Mỗi hàng 94 mũi đơn. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở hàng thứ 31. Thế là chúng ta đã xong hàng 30 rồi phải không nào? Chúng ta tiếp tục hàng 31 nhé. Hàng 31 sẽ là 9 mũi đơn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ móc xen kẽ một mũi giảm, rồi 3 mũi đơn. Chúng ta lặp lại 15 lần. Các bạn quan sát kỹ cách mình làm mũi giảm và các bạn nhớ đếm đủ và đếm đúng nhé.
xong 15 lần. Tiếp tục sẽ là một mũi giảm. Và kết thúc hàng 31 bằng 8 mũi đơn. Hàm 31 sẽ có tổng cộng 78 chân mũi. Mình chuyển sang hàng 32. Hàng 32 sẽ là 78 mũi đơn. Các bạn cứ làm như thông thường. Hết hàng 32, chúng ta chuyển sang hàng 33. Từ hàng 33 đến hàng 37 cũng sẽ giống hệt như hàng 32, sẽ là 78 mũi đơn cho mỗi hàng. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng 38. Thế là xong hàng 37 rồi phải không nào? Chúng ta chuyển sang hàng 38 nhé. Hàng 38 sẽ là 11 mũi đơn, sau đó đến một mũi giảm. Chúng ta lặp lại như vậy 6 lần.
được tổng cộng 72 chân mũi. Các bạn làm cẩn thận nhé, và chúng ta nên kéo căng sợi chỉ để cái phần nút phía dưới này sẽ được gọn hơn. Tiếp tục đến hàng 39. Chúng ta sẽ móc 7 mũi đơn, sau đó đến 1 mũi giảm. Lặp lại như vậy 8 lần. Thế là kết thúc hàng 39 với 64 chân mũi.
cùng chuyển sang hàng 40. Hàng 40 chúng ta sẽ móc 6 mũi đơn, sau đó một mũi giảm. Lặp lại như vậy 8 lần, ta được tổng cộng 56 chân mũi. Hàng 41 sẽ là 5 mũi đơn, rồi đến 1 mũi giảm. Lặp lại 8 lần, ta được tổng cộng 48 chân mũi.
Kết thúc hàng 41, chúng ta chuyển sang hàng 42, sẽ là 4 mũi đơn, rồi 1 mũi giảm, rồi lặp lại 8 lần. Mình được tổng cộng 40 chân mũi. Chúng ta đến hàng 43, sẽ là 3 mũi đơn, sau đó là 1 mũi giảm, lặp lại 8 lần, ta được tổng cộng 32 chân mũi. Thank you.
Sau đó chúng ta sẽ trượt một mũi để kết thúc phần đầu ở đây. Các bạn để dư sợi len một đoạn khoảng hơn 2 lần cái vòng tròn cuối cùng của phần đầu này. Để sau đó chúng ta sẽ khâu với phần thân bằng cái sợi len đó. Sau khi móc xong phần đầu rồi thì chúng ta sẽ tiến hành nhồi bông vào phần đầu. Các bạn sẽ cố gắng nhồi cho thật căng và nhồi nhiều bông một chút nhé, thì lên hình dáng sẽ đẹp hơn. Trong phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thân, phần hai tay, hai chân và hai tai của chú gấu nhé.